Đến giờ phút này thì các thí sinh dự thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có trong tay kết quả điểm thi. Còn với hơn 26.000 thí sinh thuộc đối tượng được thi tốt nghiệp đợt 2 thuộc 42 tỉnh, thành phố thì kỳ thi vẫn đang ở phía trước. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sẽ xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 cho những thí sinh F0, F1, F2 và thí sinh ở vùng đang bị phong tỏa, giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Trước đó, để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường đại học chỉ xét tuyển sau khi các em thi xong cả hai đợt. Liên tiếp những quyết sách được triển khai để dù thi sau, thế nhưng thí sinh vùng dịch sẽ không bị bỏ lại phía sau khi xét tuyển đại học. Là địa bàn có diễn biến dịch căng thẳng, nên sau đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, toàn tỉnh Bắc Giang vẫn còn hơn 3.000 thí sinh sẽ tham gia thi trong đợt 2. Đảm bảo quyền lợi tuyển sinh đại học cho các em là mối quan tâm lớn của cả thầy và trò. Bởi lẽ mùa tuyển sinh năm trước, thực tế đã có nhiều trường kết thúc xét tuyển ngay ở đợt 1. Sau khi tổ chức hai đợt thi xong có kết quả thì các đại học mới tổ chức xét tuyển. Thì đấy là cách thức đảm bảo công bằng nhất đối với các em thí sinh dự thi đợt 1 và đợt 2, đảm bảo những cái quyền lợi tốt nhất cho các em học sinh, nhất là các em học sinh trong vùng tâm dịch. Đề xuất chỉ xét tuyển một lần sau khi cả hai đợt thi kết thúc không chỉ nhận được sự ủng hộ của cả thầy trò vùng dịch mà còn tiếp tục được đồng thuận từ nhiều trường đại học. Năm nay, trường Đại học Đại Nam vẫn dành 50% chỉ tiêu cho thí sinh xét tuyển thẳng bằng điểm tốt nghiệp, nên việc xét tuyển một lần sẽ thuận lợi cho nhà trường hơn rất nhiều. Là bởi các trường sẽ không bị động trong vấn đề dành cho những cái chỉ tiêu cho đợt 2 và sẽ không dự đoán được cho công tác tuyển sinh của mình, cũng như là kế hoạch đào tạo sau này. Gỡ khó về vấn đề tuyển sinh đại học cho các thí sinh được xét đặc cách thuộc diện F1, F2, thuộc vùng cách ly y tế, vùng cách ly xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng. Với những nơi nào mà không thể tổ chức được vì lý do bất khả kháng thì có thể đề xuất để Bộ có phương án hỗ trợ cho các em, có thể theo phương án là xét đặc cách cho các em học sinh và có phương thức để hỗ trợ các em trong việc tuyển sinh đại học một cách phù hợp với cái yêu cầu hiện nay. Đợt thi thứ hai diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn liên tiếp phát sinh những tình huống phức tạp. Những quyết sách thích ứng kịp thời từ phía ngành giáo dục vì thế đang được đánh giá như là liều vaccine tâm lý cho thí sinh phải thi đợt 2, đủ sức đề kháng đương đầu với những khó khăn của một mùa thi giữa mùa dịch.